Xin chào bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe địa hình VISP VS 5.0 của toàn mẫu xe mang thương hiệu của Đức, được trang bị bộ chuyển động Shimano DOJXT, tức là cao cấp của dòng Shimano địa hình rồi. Như các bác chơi xe lâu năm thì cũng đã đánh giá được cái Shimano DOJXT này nó cao cấp đến đâu. Khung là toàn bộ khung là bằng carbon. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Toàn bộ phần khung của chiếc xe là từ carbon, sơn nguyên bản, nước sơn là còn rất là mới. Tổng thể xe này, các bác nhìn em đánh giá xe này nhập về là phải hơn 95%. Hầu như là trên xe là không có một vết xước nhỏ nào đáng kể. Đeo giấy đi. Về phần trên tay lái thì cũng được trang bị đôi tay ấn Shimano DOJXT, thân hầu của Shimano. Chiếc chính hãng sóc đi theo xe. Bánh nhỏ, bánh này là bánh này là 26 inch. Cái bản nhỏ này đi trên đường rất là bon. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đang lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 đi là phù hợp. Và trang bị cùi đè đây dưới khi 10 tầng lít và 3 tầng đĩa cho 30 tốc độ. Đấy, chuyển động của chiếc xe rất là mượt mà êm ái. Bên em đang bán chiếc xe này mức giá là 12.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.